mà vô sát giới thì ở đây mấy con biết không? Đang đi chi ba nằm mộng đó là vô sát giới đó, đó là tỉnh giới tưởng, do tưởng vững. Bây giờ thầy nói vừa tưởng, các con đừng có hiểu tưởng nó có hai phần rất rõ, ý thức tưởng. Chúng ta ngồi đây mà chúng ta tưởng nhớ cái này nhớ kia, bây giờ thầy đi vô giới tốt rồi, thầy cứ tưởng nghĩ là sáng thì mai là tuổi tốt thì tuổi tốt, đấy là thầy tưởng, ý thức tưởng chứ không phải là tưởng đâu. Còn tưởng khác nữa, bây giờ không tin chúng ta thì Đức Phật đã xác định có năm hướng sắc họ tưởng hành thức, thì cái tưởng vững đó nó sẽ làm việc theo cái tưởng của nó. Cái tưởng vững của nó làm việc, nó thường thường nó thâu ngủ với ý thức của nó làm việc. Để rồi chúng ta có chi bao, cái lúc chi bao chúng ta là sáu căn, chúng ta hoàn toàn nó ngủ, hoàn toàn nó ngơi ngủ, cho nên nó cũng tỉnh quan, nó giấc mộng của nó cũng nghe cũng thấy, nó cũng nghe cũng thấy cái hiểu biết của nó, đó là nghe cái hiểu biết của nó, nên vậy đấy. Còn ý thức của chúng ta là ý thức tưởng, chúng ta vẫn dùng ý thức của chúng ta mà chúng ta tưởng ra gọi là ý thức tưởng. Tưởng cái không có mà chúng ta tưởng là có, được cái mà không tưởng chúng ta tưởng cho nên nó tưởng. Đó là ý thức tưởng. Chúng ta phải biết phân biệt từ này. Còn cái giấc mộng của chúng ta là nó câu hỏi với ý thức của chúng ta. Ban ngày chúng ta nói là cái gì đó mà nó thực hiện không được, cho nên ban đêm cái tưởng vững của chúng ta nó hoạt động đối cảnh làm chúng ta thấy chúng ta thỏa mãn được. Đó là cái tưởng của chúng ta làm. Chứ còn cái ý thức chúng ta làm không được. Ý thức chúng ta chỉ có tưởng thôi. Ý thức tưởng chúng ta chỉ có dùng ý thức để mà tưởng. Đó là cái tưởng vững chúng ta làm cái giấc mộng, chứ không phải là ý thức chúng ta làm. Nhưng nó cộng với cái ý thức là vì ý thức chúng ta muốn là cái gì mà không thỏa mãn được. Thành nhớ thương cha mẹ mình quá thương, cho nên đêm nó nằm thấy mẹ mình hoặc là cái cha mình mặc dù là âm thầm. Đó là cái tự của chúng ta, cái giao cảm nó tạo thành những cái hình sắc đó. Đức Phật nói thân thân ngũ dục của chúng ta chết rồi thì ngũ dục nó không còn một vật gì còn lại hết, tan hoại. Cho nên cái mà còn lại thì cái đó là cái hình ảnh lưu giữ của chúng ta. Hình ảnh đó nó lưu giữ ở trong cái tư tưởng của chúng ta. Cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm cái hình ảnh nó không tan đoạn như ngày xưa. Đức Phật cách đây 2000 năm, 45 năm thì cái hình ảnh đó nó còn lưu lại ở trong không gian. Hôm nay có một người có một cái trạng thái, có một trạng thái tam minh thì họ bắt gặp lại những hình ảnh ngày xưa Đức Phật đang thuyết giảng, và âm thanh thuyết giảng vẫn còn ở trên không gian của chúng ta. Nó rất lâu mà nó vẫn còn, nhưng mà cái đó là cái hình ảnh chứ không phải là thật. Đức Phật đã còn như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái thế giới mà Đức Phật gọi là cái thế giới 33 cõi trời đó là cái thế giới tưởng tư, chứ không phải hữu tư. Vì cái từ này thật ra thì người ta rất khó hiểu, rất khó hiểu. Cho nên có người giải thích về cái tưởng tư là người ta nói mới cứ ghi nhận thôi, còn cái hữu tư là mình đã thấu rõ. Người ta hiểu như vậy sao? Tưởng tư là có nghĩa là cái đó tưởng, mà ở đây chúng ta thấy Đức Phật cho là cái thế giới hữu hình của chúng ta là cái thế giới tưởng. Chúng ta có thân, có nhà, có cửa, Đức Phật việc cho nó là thế giới tưởng. Tại sao chúng ta tưởng nó là có thật? Nghĩa là bây giờ ai cũng cho nó là chắc rằng có thật, có thân tôi nè, có thân tôi nè, có nhà tôi nè, có cha tôi nè, có mẹ tôi nè, có con tôi nè, ai cũng chắc nó là thật. Nhưng mà sự thật nó không có thật. Hãy ra vua họp là thành, cũng như cái bàn này vốn có cái bàn này thì phải lấy giá lấy binh này chia kết nó lại thành cái bàn. Cái nhà này nó phải có tôn, có thiết, có cây này chia kết lại nó dựng lên là cái nhà. Thì cái nhà là do cái duyên nó họp lại thành. Cho nên Đức Phật nhìn qua cái thế giới ngũ hình chúng ta là cái thế giới tưởng thật chứ không phải thật. Mặc dù chúng ta thấy mình có thân, có này chưa thật, nhưng mà sự thật nó đâu có thật. Nó do duyên họp. Cho nên với cái đôi mắt của Đức Phật thì nhìn nó là cái tưởng. Thế mà nó còn một cái thành tựu, một cái hình ảnh, một cái giả thứ hai nữa là cái hình bóng của cái thế giới hữu hình này, cái thế giới tưởng này là một cái đầu tiên là bị tưởng, mà chúng ta cứ nở là thật, cho nên nó chúng ta bị lầm lạc một lần là ở trong cái thế giới mà hiện chúng ta đang thấy có nhà, có cửa của mình nè, chúng ta đã lầm một lần là chúng ta nghĩ nó có thật. Cho nên chúng ta cứ dính mắt ai chẳng đến mình giận mình ngờ mình tìm hảo, làm cái gì cũng lo tích lũy làm cho nó, cho nên đó là có thật. Nhà này của tôi thì tức là có thật, đất này là của tôi có thật, cho nên cái này là cái sai của chúng ta. Cho nên đó tưởng chứ không phải thật đâu. Đó là bây giờ nó là cái hình ảnh đó, nó lại thải ra không gian, nó giữ hình ảnh đó ở trên không gian. Rồi bắt đầu bây giờ có một cái gì đó bắt gặp những hình ảnh đó, chúng ta gọi nó là thế giới xưa, thế giới duyên hồn của người.
thì đó là chúng ta lại sai một lần nữa rồi. Nghĩa là cái thế giới của chúng ta đã không hợp rồi, thì cái hình ảnh của cái bóng, những cái hình ảnh của cái thế giới của chúng ta nó lưu giữ ở trong không gian, như bây giờ thì đưa chúng ta nó lưu giữ trong không gian. Rồi bây giờ có người nào đó bắt được cái hình ảnh mà đưa cánh tay của thầy thì nói đây là cái thứ nhất xương hình, cái ông đó đưa tay đó. Thì như vậy quý vị đã thấy rõ ràng là chúng ta đã tưởng một lần thứ hai nữa rồi, nó thực phẩm. Bây giờ đây cái ví dụ để cho thấy một cái băng video, người ta thu là những cái hình ảnh của Đào Két nó hát đây cách đây là 10 năm rồi. Bây giờ chúng ta mở là chúng ta thấy nó đánh đau đá ở trong đó, rồi nó khóc, nó than, nó rơi ra. Chúng ta nói đây là cái thứ nhất xương hình ở trong đó, có đúng không? Nó làm thành sự thật là một cái thứ giới. Do đó mà thầy cố gắng, bởi vì mình biết rõ cho mình cố gắng mình nói ra để cho người ta đừng có trách cái thứ giới linh hồn là có thật. Ma la cõi trời đức Phật nó thứ tưởng, nghĩa là đã có những cái cõi trời mà ngày xưa đạo Bà La Môn đã xây dựng nó, ông Phật đã bắt sự ba nẻo sáu đường, chúng ta luôn vượt tìm xuyên luân hồi ở trong đó, mà chúng ta tưởng là đợi mình chết từ những luân hồi ở trong cái sáng nẻo đó phải không? Đó là phải tưởng ra cái phần thực phẩm. Cho nên cung sách tưởng nó dạy chúng ta hiểu lầm là cái sự thật ra Đức Phật nó dạy chúng ta một cái trạng thái tâm của chúng ta nó đang ở trong cái trạng thái đó, đau khổ hay là hạnh phúc hay là an vui hay là, thì nó là một cái luân hồi đó. Vậy mà vô pháp giới như hồi nãy thầy giải thích cho biết đó, đó là cái thứ giới tự của chúng ta, nó vô pháp giới, cho nên nó không có hình ảnh, nó không có gì hết, nó thực tế và cụ thể. Còn về thứ khác thì tôi đừng nói lầm lại, bởi vì cái thứ giới tự của chúng ta nó rất là rõ ràng cụ thể, nó rõ ràng cái lần thứ ba là chúng ta đã rơi vào cái thứ giới tự. Mọi người mà nhập nhĩ thiền tức là diệt tầng tứ tức là diệt sáu căn, có những cái một lần đó nếu mà Đức Phật hỏi Đức Phật có nghe thì Đức Phật không nghe tiếng được, tức là khi khi mà không nghe tứ thiền thì như thế nào quý vị biết? Tứ thiền hơi thở hoàn toàn yên lặng, không còn thở, cơ thể ngồi bất động đó như một cái cực đóng, không có còn hoạt động chút nào, không còn tứ thiền. Cho nên nếu mà tứ thiền không ăn xong, Đức Phật nhận thấy tứ thiền là bỏ. Ở đây chúng ta thấy những cái bài kinh mai là nó còn để lại cho chúng ta biết được, xác định được cái phương pháp nào làm chủ sinh già bệnh chết rõ ràng và cụ thể và cách thức phải tu tập luyện tập như thế nào, thì cái pháp như lý cái ý là cái pháp tu thời nhất ở trong cái pháp để tạo thành một cái nội lực tu tập.